vị vua nhà Trần nào thích đánh bạc lập cả sới bạc trong cung? Thưa quý vị, năm 1357, Thượng hoàng Trần Minh Tông mất. Khi đó Trần Dụ Tông đã 22 tuổi, tự mình nắm quyền chính. Các cựu thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Mạc Đĩnh Chi đều đã qua đời và triều đình bắt đầu lâm vào cảnh rối loạn. Các gian thần kéo bè kết đảng lũng đoạn triều đình. Thấy triều chính hỗn loạn, danh nho Chu Văn An đã dâng thất trảm sớ, xin chém 7 gian thần, nhưng vua Trần Dụ Tông không nghe nên ông liền bỏ quan về nhà mở trường dạy học. Càng về những năm cuối đời, vua Trần Dụ Tông càng ham mê chơi bời, đàn hát, thường sai các vương hầu và công chúa bày tiệc, đóng trò hát tuồng cho vui. Luật pháp nhà Trần nghiêm cấm đánh bạc đến như vậy, thế mà đến đời Trần Dụ Tông lại công nhiên làm bậy, gọi những người giàu vào cùng đánh bạc. Từ đó về sau, người trong nước bắt chước cái dở ấy, không thể ngăn cấm được nữa, cuối cùng vì tệ đánh bạc mà mất nước.